Trước nguy cơ dịch bệnh gia súc gia cầm tiếp tục gia tăng mạnh trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Để công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm kịp thời hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và cuộc sống của người chăn nuôi, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan có liên quan, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm theo đúng quy định của pháp luật về thú y. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực hợp pháp để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chủ động triển khai các giải pháp chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán vận chuyển động vật bệnh, vứt xác động vật chết làm lây lan dịch bệnh ô nhiễm môi trường.